Các bạn ơi, như vậy là mình đang đến ngôi làng mà thằng Phan nó trộm chó đây các bạn ơi. Mình sẽ vào mình hỏi bác nông dân này xem là tình hình thế nào rồi. Bác ơi, bác nông dân ơi. Gì thế? Bác cho cháu hỏi là làng mình vừa bắt được trộm chó à? Ừ, thì sao? Bác ơi, thấy thằng trộm chó bây giờ đâu rồi? Chúng ta nhốt nó ở trên đồi kia kìa. Cử người canh gác ngày đêm. Chờ trưởng làng về chúng ta sẽ xử nó. Thế xử tội gì bác? Dân làng ta xử rất nghiêm. Cậu cứ chờ đi rồi khác biết. Vâng, cháu cảm ơn bác. Thế cậu ở đâu đến? Cũng định vào trộm gà trộm chó chứ gì? Không, cháu không đi trộm đâu, cháu đi bắt cá đây này, bác này. Đây, bác lấy cá cho nó cho. Đấy, cháu đi bắt cá về mà. Cháu đi bắt cá ở gần đây thấy người dân nói chuyện là làng mới có trộm chó, cháu vào đó hỏi thôi mà. Cho ta xin mấy con cá đây cũng được, cảm ơn nhá. Vâng, chào bác. Các bạn này, dân làng ở đây kiểu gì ấy? Ông này cứ nhìn đẻo mình này. Mà dân làng đây kiểu gì chơi với ma quỷ sao đây này? Dân làng đây kiểu như là giao du với ma quỷ sao các bạn? Có cái gì đó không ổn tí nào ấy. Mình phải tìm xem thằng Phan nó bị nhốt ở đâu rồi. Kia rồi các bạn ơi, nếu mình không nhầm thì thằng Phan đang bị nhốt trên kia các bạn ạ. Đây này. Mình sẽ lên đấy xem tình hình như thế nào. Thằng này sao bây giờ lại hư thế nhỉ? Đi trộm cả chó, đến mức đi trộm cả chó rồi thì không thể nào chấp nhận được thằng này à? Các bạn ơi, trên này là chỗ nhốt thằng Phan, nhưng mình không dám đến gần các bạn ơi. Vì đến gần, ui thằng Phan đang đứng khóc kìa. Chỗ nhốt thằng Phan này có 4 người nhìn mặt rất là hung dữ, người ta đang đứng canh. Ui thằng Phan đang khóc kìa các bạn kìa. Ngu chưa? Mày ngu chưa? Mày đổ đốn đến mức thế là cùng, bây giờ còn đi ăn trộm cả chó. Không hiểu là mày nghĩ gì mà mày còn đi ăn trộm cả chó được thì tạm chịu mày đi em ạ. Mấy ông mặt dữ tợn như này, các ông ấy đứng canh thì mình làm nào được đây? À, mình nghĩ rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đào một đường hầm từ phía dưới này lên đến đây, lên đến cái chỗ thằng Phan nó ngồi, xong cho thằng Phan nó nhảy xuống, xong mình lấp luôn cái lỗ ấy vào. Chỉ có một cách như thế thôi thì mình mới có thể cứu thằng Phan. Bởi vì cái tội trộm chó người ta ghét lắm các bạn ạ. Ai người ta cũng ghét, ghét kinh khủng khiếp luôn. Mình sẽ bơi sang đây để đào tiếp. Lấp luôn cái lỗi vào đã. Rồi. Mày quá. Đi nhanh lên theo anh về nhà thì nói chuyện. Đi khẽ thôi nhá. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Có phải là mày bị đánh cho ngu người rồi không mà đi chậm thế? Khóc thì mà lóc tóc phóc nữa, khóc gì mà khóc. Mày còn khóc được nữa. Tao không hiểu bây giờ mày kiểu gì luôn mà bây giờ mày còn đi ăn trộm cả chó nữa. Không có nhục nào bằng cái nhục trộm chó đâu em ạ. Mày về rồi tao sẽ bảo bố mày cho mày một trận. Không phải. Mày còn khóc gì nữa? Mày có muốn mấy ông kia nghe tiếng không sao không bắt mày về lại không? Không phải em ăn trộm. Thế không phải mày ăn trộm thì người ta lại bắt được mày à? Mày ngoảnh mặt lại đây xem nào. Không phải em ăn trộm vật mà. Em không có trộm đó. Em ăn trộm đó nhưng không phải em ăn trộm như người ta. Bây giờ ăn trộm lại còn không phải ăn trộm như người ta thì ăn trộm như nào? Hả? Đã là ăn trộm thì lúc nào cũng là ăn trộm. Người ta ghét kinh khủng, ai người ta cũng ghét. Nghe anh Tinh. Gì? Thế mày nói cho anh nghe xem là tình hình là như nào nào. Em đi câu cá ở làng bên, em vào trong làng thì thấy một ông đang cầm một con chó với một con dao. Em hỏi ông ấy: bác ơi, bác làm gì mà cầm con chó với con dao vậy? Ta đang chuẩn bị thịt con chó này đây. Hôm nay dân làng ta có chuyện vui, chúng ta thịt mấy con chó để liên hoan. Sao lại thịt chó hả bác? Con chó nó rất trung thành với chủ mà. Nó khôn và trung thành nữa. Sao lại giết nó, tội nghiệp nó. Tội nghiệp gì mà tội nghiệp. Dân làng chúng ta thích ăn thịt chó đấy. Thì sao? Mày ở đâu đến? Mày có đi không? Tao thịt cả mày luôn bây giờ. Đấy, chuyện là như thế. Em thấy ông ấy đang chuẩn bị thịt chó. Không phải thịt một con mà thịt nhiều con. Để cả làng liên hoan. Mà trong
trong ngôi làng này kỳ lạ lắm. Em thấy rất nhiều quái vật, mà người dân sống chung với quái vật không làm sao luôn. Em đi loanh quanh ở trong ngôi làng thì thấy người ta nhốt rất nhiều chó. Những con chó này người ta nhốt để chuẩn bị thịt anh ạ. Thế là em mới tìm cách, em bắt những con chó này đi để thả chúng nó về rừng. Đi theo tao, đi theo tao, đi theo tao, đi theo tao không? Ở đây chúng mày sẽ bị thịt chết đấy. Đi theo tao, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi theo tao, đi theo tao về đây. Đi theo tao, tao sẽ giải thoát tất chúng mày. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, không họ nhìn thấy mấy con này nữa. Đi theo tao đi, nhanh lên. Không thì chúng mày ở đây sẽ bị họ thịt chết đấy. Trộm chó bà con ơi, trộm chó, trộm chó, có thằng trộm chó bà con ơi. Trộm chó, bà con ơi, nhanh lên, có thằng trộm chó kìa. Bà con ơi, nhanh lên, có thằng trộm chó kìa bà con ơi. Giết nó này, bắt lấy nó. Trộm chó bà con ơi, có thằng trộm chó bà con ơi. Trộm chó, trộm chó, trộm chó, trộm chó bà con ơi. Trộm chó, thằng kia đứng đây. Mấy con nhai, mấy con nhai, thằng kia đứng lại, đứng lại. Thằng kia đứng lại, đứng lại, đứng lại. Thằng này, mấy con cá nha, mày vào đây mày trộm chó hả? Thằng này, mấy con cá nha. Mấy con cái nhà ai mà mày vào làng của tao mày trộm chó hả? Mấy con nhà ai? Cháu con nhà bố cháu. Bố mày là ai hả? Tao không cần biết bố mày là ai. Mày đã vào đây trộm chó thì hôm nay mày chết. Hôm nay phải chết với chúng tao. Để ông trưởng làng với ông quyết định xem xử tội mày như thế nào. Ba cái tuổi danh là đi ăn cắp ăn trộm mà. Hả? Hả? Tao nói cho mày biết nha. Danh con đã đi ăn cắp ăn trộm mà. Hả? Bố mẹ mày không dạy được mày à? Hả? Mẹ đâu mày con nhà? Mày từ đâu đến? Hả? Hả? Mọi người canh giữ nó cẩn thận. Chờ trưởng làng về xử lý nó sau. À, chuyện đúng là như thế gì? Thế thì còn được chứ. Anh tưởng mày đi ăn trộm chó thì mày còn không bằng con chó. Bây giờ như này, Phan này, mày nhìn thấy con chó của anh đây không? Mày có muốn dạy cho dân làng kia một bài học không? Em có, em cay cú lắm. Người ta đã ăn thịt chó, em thả chó ra, em bị tẩn sáng hết cả mồm cả miệng lên, cay lắm. Mà quan trọng là phải làm thế nào để không ạ? Không thịt chó nữa. Bây giờ mày ở đây chờ anh nhá, nhưng mà nhớ lấp kỹ vào nhá. Không thì người ta nhìn thấy người ta lại bắt nhốt và người ta lại tẩn cho. Anh về làng, anh xin một lọ thuốc của ông pháp sư để ra biến cái con chó của anh cho thành khổng lồ. Xong mày dẫn con chó của anh, mày dẫn con chó khổng lồ của anh vào trong làng dọa cho dân làng một bài học để cho họ chừa, được không? Đặc. Ok. Hay. Anh về ngay đi. À, nhớ đứng đây chờ nhá. Mà lấp kỹ vào nhá. Đây, cầm lấy cái lọ thuốc này. Xong rồi cho con chó của anh uống cho nó thành khổng lồ. Đâu, em xem này. Ây da. Con chó này thật là vĩ đại. Khổng lồ. Ây, đợt này ta sẽ dẫn con chó đến cho dân làng trong kia một bài học. Ta đến này. Vừa nãy hành hạ ta hả? Ta đến đây, bây giờ ta đến là sẽ cho các người biết đây. Biết thế nào nè, Phan Trần Cẩm Hà. Các bạn ơi, video này sẽ kết thúc ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo nhé. Nếu các bạn thấy hành động của mình, việc làm của mình vừa đúng vừa sai thì các bạn hãy cho mình một like, tức là một thích